thưa các quý thầy cô và các quý vị đại biểu, sau đây em xin phép được trình bày bài báo cáo về nhận diện chứng lắp trào ngược dạ dày thực quản, khó tiêu chức năng và điều trị. Bài trình bày ngày hôm nay sẽ bao gồm 3 phần chính, đó là dịch tễ cơ chế bệnh sinh, nhận diện chẩn đoán và làm thế nào để quản lý điều trị hội chứng trùng lắp. Trước hết thì cái định nghĩa về khó tiêu là một định nghĩa khá là đa dạng, tức là nó là cảm giác đau, khó chịu tái phát hoặc là dai dẳng ở vùng thượng vị. Tuy nhiên thì nguyên nhân của nó thì cũng có khá nhiều nguyên nhân. Trước khi mà chúng ta chẩn đoán được là khó tiêu chức năng thì chúng ta cũng cần phải lưu ý đấy là có rất nhiều những cái nhóm nguyên nhân mà bệnh nhân cũng có thể có cái triệu chứng khó tiêu này, như là các cái bệnh lý thực tổn về loét dạ dày tá tràng, ung thư dạ dày, hoặc là nhóm bệnh lý như là trào ngược, hoặc là thậm chí các cái bệnh lý mà ở vùng mật tụy hoặc do nhiễm ký sinh trùng hoặc rối loạn chuyển hóa thì bệnh nhân hoàn toàn cũng có thể biểu hiện với triệu chứng là khó tiêu. Và với các cái định nghĩa khác nhau, định nghĩa về triệu chứng cũng như là định nghĩa về thời gian xuất hiện triệu chứng khác nhau thì các cái tỷ lệ mà ghi nhận trong các cái nghiên cứu dịch tễ học cũng khác nhau, và ước tính thì theo cái bản đồ về chứng khó tiêu ở trên thế giới thì cái tỷ lệ ước tính trong dân số là khoảng 21%. Thế còn về tỷ lệ trào ngược thì tỷ lệ bệnh nhân mà có triệu chứng trào ngược cũng khác nhau ở các khu vực khác nhau. Và trong đó thì khu vực Việt Nam của chúng ta thì nằm trong vùng Đông Nam Á thì có cái tỷ lệ ước tính là 7,4%. Khi nhắc đến cái hiện tượng trùng lắp giữa trào ngược và khó tiêu chức năng thì chúng ta có thể nhìn ở một cái bức tranh tổng thể hơn, đó là bức tranh về các cái rối loạn chức năng của đường tiêu hóa. Các cái rối loạn chức năng này nếu như mà ở thực quản thì bên cạnh GERD nó sẽ có các cái chứng khác, ví dụ như là đau ngực hoặc là nóng rát chức năng hoặc thực quản tăng nhạy cảm. Ở đi xuống dạ dày thì chúng ta hay gặp nhất đấy là khó tiêu chức năng, nhưng mà nó còn có thể có các cái nhóm bệnh lý như là nôn hay là buồn nôn, hay là các cái rối loạn liên quan đến nấc hoặc là ợ. Thế thì cái hiện tượng mà trùng lắp giữa các cái rối loạn chức năng này khác nhau khá là phổ biến, trong đó thì chúng ta thường nhắc đến cái trùng lắp giữa ba cái rối loạn, đó là GERD, khó tiêu chức năng và IBS. Và do triệu chứng của các cái rối loạn này rất là đa dạng, cho nên là trong cái quá trình mà tiếp cận bệnh nhân thì chúng ta cũng có thể có những cái nhầm lẫn khi mà chẩn đoán. Một nghiên cứu được tiến hành trên gần 2.400 bệnh nhân ở Hàn Quốc thì ghi nhận đó là cái tỷ lệ mà bệnh nhân bị khó tiêu chức năng ở cái nhóm trào ngược mà không có tổn thương viêm trên thực quản thì nó cao hơn một cách có ý nghĩa so với cái nhóm mà có tổn thương ở trên thực quản. Và cái yếu tố về tâm lý thì thể hiện qua cái điểm tâm bệnh thì cũng đóng vai trò là một trong những cái yếu tố nguy cơ của trào ngược ngoài mà không có cái tổn thương viêm ở trên nội soi. Khi mà sử dụng các cái tiêu chuẩn khác nhau để đánh giá về trùng lắp giữa GERD và khó tiêu chức năng thì thấy các cái tỷ lệ dịch tễ nó cũng thay đổi rất là nhiều. Nếu như mà chúng ta chỉ sử dụng cái bộ câu hỏi lâm sàng thì thấy cái tỷ lệ mà trùng lắp này nó là khoảng 50% ở nhóm bệnh nhân GERD. Thế còn nếu như mà sử dụng tiêu chuẩn về nội soi thì thấy là có 28% làm các cái bệnh nhân mà có cái tổn thương ở trên nội soi thì có cái biểu hiện trùng lắp với chứng khó tiêu chức năng. Và nếu như sử dụng cái tiêu chuẩn gọi là tiêu chuẩn vàng của trào ngược ấy, đó là đo pH trực kháng 24 giờ thì thấy là có 23% bệnh nhân mà khó tiêu chức năng là có bất thường trên đo pH trực kháng 24 giờ. Và ở ngược lại, ở cái nhóm bệnh nhân mà có triệu chứng trào ngược thì sau khi mà được đo pH trực kháng 24 giờ thì sẽ được phân ra làm 3 chẩn đoán, đó là ở trào ngược bệnh lý, nóng rát chức năng và thực quản tăng nhạy cảm, thì thấy là cái nhóm bệnh nhân nóng rát chức năng thì có tỷ lệ khó tiêu chức năng cao hơn một cách có ý nghĩa so với hai nhóm còn lại. Cái tỷ lệ này là 63%. Và khi mà bệnh nhân có cái hiện tượng trùng lắp giữa trào ngược với khó tiêu chức năng hoặc là trào ngược với hội chứng sốt kích thích thì cái điểm tinh thần và điểm thể chất của bệnh nhân đều kém hơn rất nhiều so với những cái nhóm bệnh nhân mà chỉ có đơn thuần một cái rối loạn chức năng. Sử dụng các cái thang điểm đánh giá về chất lượng cuộc sống, các cái thang điểm đánh giá về rối loạn lo âu, trầm cảm hoặc là stress thì đều thấy là ở cái nhóm mà GERD phối hợp với các cái rối loạn chức năng khác như là IBS hoặc là khó tiêu chức năng thì thấy điểm của các cái thang này đều cao hơn một cách có ý nghĩa so với cái nhóm GERD thông thường. Một cái nghiên cứu lớn được tiến hành tại quần thể ở Hoa Kỳ thì cũng ghi nhận đấy là nếu như mà ở cái nhóm bệnh nhân mà chỉ có GERD đơn thuần ý, thì các cái dấu hiệu khó chịu đến mức ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống ý, nó chỉ rơi vào khoảng độ gần 30%. Nhưng mà khi mà GERD phối hợp với khó tiêu chức năng thì cái mức độ ảnh hưởng đến cuộc sống nó xuất hiện ở khoảng 50% số bệnh nhân.
Về cơ chế bệnh sinh của khó tiêu chức năng thì chúng ta cũng biết là có sự tham gia của rất nhiều các cái yếu tố. Ở trong đó thì có cái yếu tố đấy là ảnh hưởng của trục não ruột đến nhận cảm của hệ đường tiêu hóa, rồi là cái cảm nhận của cái sự thay đổi cảm nhận của việc giãn ra ở vùng đáy vị, hay là cái tình trạng và thay đổi vi hệ đường ruột, trong đó được nhắc đến nhiều nhất đấy chính là tình trạng nhiễm vi khuẩn HP. Sự rối loạn về vận động của đường tiêu hóa cũng như là một trong những cái cơ chế mà được nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây, đó là cái tình trạng viêm ở tá tràng. Thế thì khi mà bệnh nhân xảy ra hiện tượng trùng lắp giữa cái chứng khó tiêu chức năng và GERD thì có những cái cơ chế nào đồng xuất hiện ở cả ở cái nhóm bệnh nhân đặc biệt này, thì nó có một số cơ chế ví dụ như người ta tìm thấy là có cái sự liên quan giữa cái giảm cái khả năng giãn nở ở vùng đáy vị với cái việc mà xuất hiện các cái cơn trào ngược thoáng qua. Đây là một trong những cái yếu tố nguy cơ thường gặp ở bệnh nhân GERD. Ngoài ra thì cái vị trí nhận cảm của co bóp ở cái vùng cơ thắt thực quản dưới cũng như là cái nhận cảm của cái việc mà giãn ra của dạ dày thì nó nằm ở cùng một cái vị trí ở nhân của vùng dưới đồi. Đây cũng là một trong những lý do mà giải thích là tại sao mà cái tình trạng giảm cái giãn ra của vùng đáy vị, cái tình trạng chậm làm rỗng của dạ dày, cái tình trạng tăng nhạy cảm ở vùng đáy vị nó cũng có liên quan đến các cái nhạy cảm cảm giác ở cái khu vực mà cơ thắt thực quản dưới. Một cái nghiên cứu khác của các tác giả châu Âu thì chỉ ra rằng là ở nhóm bệnh nhân mà có khó tiêu chức năng thì thấy là có cái sự thay đổi tính thấm ở vùng niêm mạc của tá tràng, và cái sự thay đổi tính thấm này thì lại có tương quan rất chặt chẽ với cái mức độ nặng của triệu chứng cũng như là cái hiện tượng mà chậm làm trống dạ dày. Và cái hiện tượng viêm này thì nó có thể được giải thích đó là do cái sự tăng các cái bạch cầu ái toan, các cái tương bào, có thể là do cái quá trình mà tiếp xúc với axit, với dịch mật, với một số những cái dị nguyên ở trong thức ăn, hoặc là do cái sự thay đổi vi hệ của đường ruột tại chỗ. Vậy thì để nhận diện cái chẩn đoán trùng lắp giữa GERD và khó tiêu chức năng thì chúng ta sẽ dựa vào những cái tiêu chí nào? Thì tiêu chuẩn GERD-MOS giống như là đã được trình bày ở trong bài của Phó giáo sư Quách Trọng Đức thì đã khá quen thuộc với các quý vị đồng nghiệp. Chúng ta khá là quen với bốn cái triệu chứng cơ bản, đó là đau thượng vị, nóng rát thượng vị, đầy bụng sau ăn và nhanh no. Thì trong đó cái triệu chứng nóng rát thượng vị cũng là một cái triệu chứng mà rất là hay gặp ở bệnh nhân trào ngược. Và đối với khó tiêu chức năng thì chúng ta sẽ chia ra làm hai cái hội chứng chính. Với EPS là cái đặc điểm đấy là cái triệu chứng đau là triệu chứng điển hình, trong khi PDS thì có cái đặc điểm đó là các cái triệu chứng đầy bụng và nhanh no là những cái triệu chứng điển hình. Khi mà tiếp cận bệnh nhân có cái triệu chứng đến với chúng ta với triệu chứng là khó tiêu thì rõ ràng là trong thực hành lâm sàng chúng ta sẽ quan tâm đến việc là tuổi cũng như là các cái triệu chứng báo động để làm các cái thăm dò tiếp theo, và các cái thăm dò được lựa chọn chủ yếu sẽ là nội soi và kiểm tra cái tình trạng nhiễm HP của bệnh nhân. Thế còn khi mà tiếp cận chẩn đoán GERD thì các đồng nghiệp cũng đã khá quen thuộc với các cái tiêu chuẩn chẩn đoán GERD của Đồng Thuận Lyon năm 2018. Theo đó thì sẽ có hai cái phương pháp mà đưa ra được cho chúng ta những cái tiêu chuẩn chẩn đoán rất rõ ràng, đó là trên hình ảnh nội soi thấy tổn thương viêm rất là nặng, viêm thực quản độ C, độ D, Barrett đoạn dài hoặc hẹp thực quản, hoặc là trên đo pH hoặc đo pH trở kháng 24 giờ. Khi nhận AET tức là cái thời gian niêm mạc thực quản tiếp xúc với axit nó phải trên 6%. Ngoài ra nếu mà không đạt được cái tiêu chí này thì sẽ phải có thêm một số những cái tiêu chí khác mà có cái tác dụng hỗ trợ, đưa ra các cái bằng chứng ủng hộ. Ví dụ như là các cái tiêu chí về mặt mô bệnh học, hoặc là các cái tiêu chí như là số cơn trào ngược, hoặc là điện thế niêm mạc trên đo pH trở kháng 24 giờ, hoặc là các cái tiêu chí trên đo áp lực và nhu động thực quản ghi nhận là có cái tình trạng giảm nhu động thực quản, rồi là tình trạng ở trước lực cơ thắt thực quản dưới yếu, hoặc là có cái tình trạng thoát vị hoành, thì nó sẽ là các cái bằng chứng ủng hộ thêm. Khi sử dụng kỹ thuật đo pH trở kháng 24 giờ thì giống như tôi cũng có trình bày ở cái slide trước, đó là chúng ta sẽ phân bệnh nhân ra được làm ba nhóm, đấy là nhóm GERD bệnh lý thật sự, nhóm mà thực quản tăng nhạy cảm, hoặc là nhóm mà nóng rát chức năng.
Về các phương pháp thăm dò thì chúng ta thấy là GERD là một bệnh lý mà cho đến thời điểm hiện tại thì có khá nhiều phương pháp thăm dò và mỗi một cái phương pháp thăm dò thì sẽ có những cái giá trị riêng. Trong đó thì theo như đồng thuận của Hội Nhu động Tiêu hóa Châu Âu và Hoa Kỳ đối với GERD kháng trị năm 2020 thì cũng có đề cập đến việc là chúng ta có thể sử dụng các cái thăm dò để chẩn đoán xác định GERD trong cái trường hợp mà bệnh nhân trước đó chưa từng có chẩn đoán mà hiện tại triệu chứng không điển hình hoặc là bệnh nhân không có đáp ứng với điều trị nội khoa với nền tảng là PPI. Thế còn trong trường hợp mà trước đây bệnh nhân đã từng được chẩn đoán xác định là GERD rồi nhưng mà điều trị không có đáp ứng thì chúng ta có thể chỉ định các cái phương pháp thăm dò chuyên sâu nhằm mục đích là chẩn đoán GERD kháng trị. Và ba cái phương pháp mà được nhắc tới trong cái lược đồ tiếp cận này đó sẽ là nội soi, đo áp lực nhu động và thực quản độ phân giải cao và đo pH trở kháng 24 giờ. Đối với khó tiêu chức năng thì chúng ta ít khi mà nhắc đến các cái phương pháp thăm dò chuyên sâu khác. Tuy nhiên thì trong một vài năm gần đây có một phương pháp mà tôi nghĩ là nó cũng có thể là hy vọng là nó sẽ đưa ra được những cái dữ liệu mà giúp cho chúng ta có thể suy nghĩ và thay đổi tối ưu hóa về cái cách tiếp cận điều trị. Và hiện tại thì cái phương pháp này cũng đã xuất hiện ở Việt Nam và bắt đầu được triển khai tại đơn vị của chúng tôi là Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa Gan Mật. Đó là cái phương pháp đo điện dạ dày đồ. Thì đối với cái phương pháp đo điện dạ dày đồ này thì sẽ đánh giá được là có bao nhiêu cái nhịp co bóp trong vòng 1 phút ở dạ dày cũng như là ở tá tràng. Thì khi mà sử dụng cái phương pháp này thì hoàn toàn có thể giúp chúng ta đánh giá được cái tình trạng mà chậm làm rỗng dạ dày cũng như là các cái rối loạn khác nếu có ở rối loạn về, đặc biệt là các cái rối loạn về co bóp ở khu vực tá tràng. Như vậy thì trong cái chẩn đoán trùng lắp giữa GERD và khó tiêu chức năng, hiện tại nó còn một số những cái vấn đề lớn đang tồn tại trong thực hành lâm sàng. Thứ nhất đó là triệu chứng của bệnh nhân rất là đa dạng. Và rõ ràng là cái tình trạng trùng lắp này làm cho người bệnh nặng hơn, chất lượng cuộc sống giảm đi. Thứ hai là hiện tại các cái bộ câu hỏi mà chúng ta đang sử dụng đối với trào ngược nó không có cái độ nhạy và độ đặc hiệu tốt để mà giúp chúng ta chẩn đoán cái dưới nhóm trùng lắp này. Thứ ba là các cái phương pháp thăm dò chuyên sâu hiện tại thì gặp khá nhiều thách thức và còn chưa phổ biến tại Việt Nam. Vậy thì chúng ta sẽ quản lý cái nhóm bệnh lý này như thế nào? Thì khi mà nhìn vào cái cơ chế bệnh sinh chung của các cái bệnh lý rối loạn chức năng thì chúng ta có thể chia các cái nhóm thuốc mà tác động đến các cái nhóm bệnh lý này ra làm các cái nhóm cơ bản. Đó là nhóm thuốc ức chế bài tiết axit, nhóm thuốc có hỗ trợ nhu động của đường tiêu hóa, nhóm thuốc tác động đến điều hòa thần kinh. Và ở đây cũng có thể trong tương lai sẽ có thêm nhiều cái bằng chứng hơn về việc liệu sử dụng probiotic có tác dụng hay không. Đây là hai cái khuyến cáo liên quan đến điều trị khó tiêu chức năng của Hội Tiêu hóa Hoa Kỳ năm 2017 và Hội Tiêu hóa Châu Âu năm 2020. Thì điểm chung của cả hai cái khuyến cáo này thì chúng ta đều thấy là có vai trò của câu chuyện là diệt trừ HP có tác dụng và có sự xuất hiện của việc là điều trị với PPI. Có thể là có kết hợp thêm với prokinetic hoặc là các cái thuốc chống trầm cảm 3 vòng. Thế còn đối với GERD thì chúng ta đều biết là để quản lý GERD thì nó sẽ là một cái sự phối hợp giữa việc thay đổi chế độ ăn uống sinh hoạt, điều trị thuốc nội khoa và trong trường hợp thất bại thì chúng ta sẽ phải tiến hành các cái phương pháp can thiệp. Và trong cái việc mà tối ưu hóa điều trị ức chế bài tiết axit thì nếu như mà cái việc có sử dụng PPI đơn thuần hoặc là tăng liều hoặc là đổi thuốc không có tác dụng thì lúc đó chúng ta sẽ phải sử dụng các cái phương pháp điều trị phối hợp với các thuốc khác, trong đó thì có cái nhóm prokinetic. Nhưng mà khi mà đó là khi chúng ta nhìn riêng biệt về các cái lược đồ tiếp cận điều trị theo từng bệnh một, nhưng mà khi chúng ta nhìn một cách tổng thể là đi về cái cơ chế bệnh sinh của các cái rối loạn chức năng trong cái hội chứng trùng lắp thì có lẽ chúng ta sẽ nhìn nhận là vậy cái nhóm thuốc nào có thể tác động đến bốn cái yếu tố quan trọng trong cơ chế bệnh sinh, đó là rối loạn vận động, rối loạn nhạy cảm, tình trạng viêm ở tá tràng và thay đổi vi hệ đường ruột. Thì đó cũng là một cái cách tiếp cận để chúng ta nhìn nhận lại xem trong trường hợp nào thì sẽ lựa chọn cái nhóm thuốc phù hợp cho người bệnh.
Vai trò của PPI trong hội chứng trùng lắp thì vai trò của PPI đối với điều trị GERD thì có lẽ không phải bàn cãi nữa, bởi vì đó đã là cái điều trị nền tảng rồi. Thế còn đối với bệnh nhân mà khó tiêu chức năng thì nó sẽ tốt hơn ở cái nhóm bệnh nhân mà với cái triệu chứng đau là chủ yếu, tức là nhóm EPS. Và các cái nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng là PPI đơn thuần thì không không giúp cải thiện cái triệu chứng của cái nhóm mà đầy bụng sau ăn là chủ yếu, tức là nhóm PDS. Thế nhưng mà một cái nghiên cứu được tiến hành mới được công bố trong một vài tháng trước đây về nghiên cứu về cái cơ chế tác động của PPI đối với cái tình trạng viêm của tá tràng ở bệnh nhân khó tiêu chức năng ấy, thì ghi nhận một cái kết quả cũng khá thú vị. Đó là khi mà so sánh cái thay đổi về mô bệnh học giữa nhóm khó tiêu chức năng mà ngừng PPI và cái nhóm khó tiêu chức năng mà vẫn đang sử dụng PPI ấy, thì thấy là cái có cái sự khác biệt đáng kể ở giữa cái mật độ của các cái bạch cầu ái toan ghi nhận ở trong cái trường hợp này. Như vậy thì đặt ra một cái giả thuyết, đó là cái hiệu quả của PPI đối với các cái bệnh nhân mà có cái khó tiêu chức năng ấy có thể là bởi vì nó tác động đến được đến cái tình trạng viêm tại chỗ của niêm mạc tá tràng. Nhóm thuốc thứ hai mà được nhắc đến khá là nhiều trong quản lý khó tiêu chức năng có vai trò rất quan trọng, đấy là các cái thuốc hỗ trợ vận động, tức là các cái prokinetic. Các cái prokinetic này thì cũng đã chứng minh được là đóng vai trò tốt trong cái quản lý các cái bệnh nhân khó tiêu chức năng, đặc biệt là ở cái nhóm mà PDS, và nó cũng đã được có khuyến cáo rõ ở trong các cái đồng thuận, đặc biệt là nó cũng có xuất hiện trong một cái khuyến cáo mới của Hội Tiêu hóa Nhu động Hàn Quốc. Ở trong đó thì cũng nhắc đến vai trò của rất nhiều các cái loại prokinetic. Trong điều trị GERD thì prokinetic sẽ đóng vai trò như thế nào? Thì đây là một cái lược đồ mà để nói về vai trò của các cái thuốc khi mà điều trị GERD. Rõ ràng là PPI là điều trị nền tảng, nhưng mà chúng ta vẫn có khoảng độ 30 đến 40% bệnh nhân là không có đáp ứng với PPI. Thế thì trong trường hợp đó, cái việc mà quản lý tối ưu hóa axit ý, nó chỉ là một phần thôi, mà chúng ta còn có thể tác động đến những cơ chế khác như là số cơn trào ngược, như là khả năng tống xuất axit từ thực quản xuống dạ dày, hoặc là tác động vào cái tính nhạy cảm của niêm mạc thực quản. Thế thì các prokinetic đã chứng minh được là nó có một số những cái đặc điểm rất thú vị, như là nó có thể giảm được cái tần suất xuất hiện các cái giãn thoáng qua của cơ thắt thực quản dưới, nó có thể tăng được cái trương lực của vùng nối dạ dày thực quản, nó có thể làm tăng cái số cơn số nhịp nuốt thứ phát ở thực quản. Thế thì có hai cái nghiên cứu khá là hay tôi muốn trình bày ở đây. Nghiên cứu thứ nhất đó là sử dụng Etoprim với hai hàm lượng khác nhau, đấy là 50 mg và 100 mg ở nhóm bệnh nhân GERD, và bệnh nhân thì được đo cái áp lực và nhu động thực quản trước khi mà trước khi sử dụng thuốc và sau khi ăn và sau khi sử dụng thuốc có 2 tiếng. Thì kết quả của cái nghiên cứu này ghi nhận đấy là khi mà bệnh nhân sử dụng Etoprim, cho dù là sử dụng ở cái liều 50 hay 100 mg, thì đều có cái tác dụng, đấy là tăng được tức là tăng được cái trương lực của cơ thắt thực quản dưới và giảm được đáng kể cái số lần mà xuất hiện giãn thoáng qua của cơ thắt thực quản dưới. Một cái nghiên cứu khác đó là nghiên cứu mà sử dụng Mozaprim trên cái nhóm đối tượng bệnh nhân trào ngược mà có giảm cái co bóp của thực quản, tức là nhóm IEM ấy, thì cũng ghi nhận là việc sử dụng Mozaprim làm tăng cái số cơn cái nhịp nuốt thứ phát sau khi mà xuất hiện cơn trào ngược. Thế thì hai cái nghiên cứu này chứng minh được cái vai trò của prokinetic khi mà sử dụng các cái phương pháp thăm dò chuyên sâu để đánh giá ở bệnh nhân GERD. Và khi mà điều trị phối hợp PPI với prokinetic thì cũng thấy là mặc dù không có làm cải thiện được cái tổn thương trên nội soi ở bệnh nhân GERD, nhưng mà cải thiện rõ cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.
Và trong khuyến cáo về điều trị dyspepsia của Thái Lan năm 2018 thì cũng có nhắc đến việc là đối với cái nhóm bệnh nhân mà có hiện tượng trùng lắp giữa GERD với cả khó tiêu chức năng thì mình có thể điều trị PPI phối hợp thêm với prokinetic tùy theo là cái nhóm bệnh nhân của mình là nhóm nào. Và cái khuyến cáo này thì cũng có lưu ý một điểm, đấy là mình phải chú ý đến các cái yếu tố về tâm thần kinh của người bệnh. Vai trò của các thuốc chống trầm cảm 3 vòng thì đã được các cái nghiên cứu phân tích gộp chứng minh là có cái hiệu quả trong cải thiện triệu chứng của bệnh nhân khó tiêu chức năng. Thế còn đối với bệnh nhân GERD thì vai trò của các cái thuốc chống trầm cảm nó cũng có một chút khác biệt. Tức là đối với cái nhóm mà có cái triệu chứng đau ngực chức năng là chủ yếu thì có thể lựa chọn giữa cái nhóm thuốc chống trầm cảm 3 vòng hoặc là các cái nhóm thuốc các thuốc thuộc nhóm là ức chế tái hấp thu serotonin. Thế nhưng mà nếu như bệnh nhân của chúng ta là thực quản tăng nhạy cảm hoặc là GERD kháng trị thì nên lựa chọn các thuốc thuộc nhóm ức chế tái hấp thu serotonin. Và đây là một cái tổng quan khá là hay hướng dẫn về cái cách lựa chọn cái phác đồ hoặc là các cái thuốc mà về điều hòa thần kinh cho những cái rối loạn chức năng của đường tiêu hóa. Thì có thể thấy là ở đây có bốn nhóm thuốc mà hay sử dụng ở trên lâm sàng. Thế thì nếu như bệnh nhân ấy mà có cái triệu chứng rối loạn lo âu rõ thì chúng ta có thể ưu tiên sử dụng cái nhóm ức chế tái hấp thu serotonin, trong khi nếu như bệnh nhân của chúng ta mà có triệu chứng đau rõ thì mình có thể lựa chọn các cái thuốc chống trầm cảm 3 vòng. Và trong trường hợp nếu như mà các cái khởi điểm sử dụng các cái nhóm thuốc này mà không đạt được cái hiệu quả như chúng ta mong muốn thì sẽ phải phối hợp thêm với ý kiến chuyên khoa của bác sĩ tâm thần, có thể sẽ phải sử dụng các cái liệu pháp về thay đổi về hành vi và nhận thức. Tôi xin được kết luận bài trình bày của mình ở một số điểm chính như sau. Thứ nhất là cái hội chứng trùng lắp giữa GERD với cả khó tiêu chức năng thì thường gặp và ảnh hưởng nhiều tới chất lượng cuộc sống của người bệnh. Và cái cơ chế bệnh sinh thì khá là phức tạp, trong đấy có nhiều yếu tố như là rối loạn vận động co bóp đường tiêu hóa, rối loạn về nhạy cảm, rồi tình trạng viêm ở tá tràng và cái thay đổi vi hệ đường ruột. Và về mặt tiếp cận điều trị thì chúng ta đều thấy được vai trò của PPI, của prokinetic và của thuốc điều hòa thần kinh đã được chứng minh. Tuy nhiên thì đây vẫn là một cái nhóm bệnh lý mà còn khá nhiều khó khăn trong cái việc thăm dò chuyên sâu cũng như là điều trị phối hợp. Bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Đặng Việt Hằng còn mà trình bày rất là rõ ràng và rất là cập nhật về một cái bệnh lý rất thường gặp và cũng rất là khó trong vấn đề điều trị ở cái trùng lắp giữa cái GERD và SD. Bây giờ chúng ta sẽ có khoảng cỡ 10 phút cho cái phần đặt câu hỏi. Cô giáo viên có thể đặt câu hỏi vào trong cái phần Slido nhé. Bây giờ ban tổ chức trước mắt chúng ta có được hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất dành cho Hằng, thì sẽ Hằng trong trường hợp mà bệnh nhân có hội chứng trùng lắp nhưng các triệu chứng á, của khó tiêu chức năng á, nó nghiêng về cái PDS nhiều hơn thì chúng ta nên sử dụng thuốc như thế nào? Xin mời tiến sĩ Hằng. Dạ vâng ạ, tức là nếu như mà khó tiêu chức năng của chúng ta mà thiên về nhóm PDS thì chúng ta có thể ưu tiên sử dụng prokinetic và sau đó thì chúng ta cũng có thể phối hợp thêm với PPI. Lý do mà chúng ta phối hợp thêm với PPI thì trong bài trình bày tôi cũng có đề cập đến, tức là một số những cái dữ liệu gần đây cho thấy là PPI tác động làm giảm viêm ở tá tràng. Mà cái tình trạng viêm tại chỗ ở tá tràng là một trong những cái tình trạng mà có liên quan đến cái rối loạn co bóp ở dạ dày phía trên và là một trong những cái cơ chế bệnh sinh mà đóng vai trò quan trọng ở trong chứng khó tiêu chức năng. Cho nên là cái việc mình sử dụng PPI ở đây thì nó phối hợp, nó có thể đánh vào cơ chế đó. Thế còn các cái rối loạn mà liên quan đến khó chịu ở sau ăn ấy thì prokinetic kiểm soát khá là tốt. Câu hỏi thứ hai thì như Hằng mà trình bày trên cái slide rồi mà thôi có lẽ nên có cơ hội để mình nói rõ hơn một tí đi. Nhưng mà trong trường hợp mà gợt đơn độc cũng như là trong triệu chứng trùng lắp ấy, thì chúng ta có bằng chứng cho cái phối hợp giữa PPI với isoflurane hơn so với monotherapy hay là không? Xin mời Hằng. Dạ vâng ạ, đối với trường hợp nếu như mà GERD mà có trùng lắp ấy ạ,
thì chúng ta cũng có thể thấy là điều trị PPI và prokinetic, kể cả là ở đây bạn chọn etoprim cũng là một thuốc mà có cái tác dụng đối với hội chứng trùng lắp, có tác dụng đối với FD đã được chứng minh rất là rõ ràng cả ở trong bài của phó giáo sư Quách Trọng Đức cũng đã trình bày. Nhưng mà có một cái vấn đề mình cũng thấy là trong thực hành thì thật ra những cái bệnh nhân gột mà có hội chứng trùng lắp sẽ là những cái bệnh nhân gột mà khó quản lý hơn, là những bệnh nhân gột mà có cái mà giống như chúng ta nói là có các cái triệu chứng kháng trị ấy, nó có cái tần suất cao hơn. Và khi mà điều trị gột kháng trị thì bên cạnh cái việc tối ưu hóa bằng PPI thì việc phối hợp thuốc cũng là một trong những cái lựa chọn mà chúng ta hay đặt ra. Và phối hợp giữa PPI với prokinetic cũng là cái phối hợp mà chúng ta thường sử dụng trong thực hành. Như vậy thì đối với câu hỏi của bạn đồng nghiệp thì có bằng chứng trong việc phối hợp PPI và prokinetic cả ở phương diện là lâm sàng là có cải thiện triệu chứng bệnh nhân, cả ở trong các cái khuyến cáo lớn cũng như là cả về mặt cơ chế bệnh sinh giống như có trình bày ạ. Cảm ơn Hằng. Câu thứ ba nó liên quan tới việc kinh nghiệm sử dụng các thuốc kháng trầm cảm nhé. Cái này thì không nói trong trường hợp hội chứng trùng lắp hay ở trong cái gợt, thì Hằng trả lời chung đi nhé. Việc sử dụng các thuốc kháng trầm cảm 3 vòng á, hoặc là nhóm SSRI á, thì nó được chỉnh, nếu được điều trị thì thời gian tối đa cho phép sử dụng là bao lâu và tác dụng phụ thường gặp là gì? Ngài xin mời Hằng. Dạ vâng, thì đối với các cái thuốc này thì giống như chúng ta cũng có gọi chung, các cái thuốc này nó thuộc cái nhóm là thuốc điều hòa thần kinh. Thì thường là khi mà chúng ta kê đơn cho các bệnh nhân mà có gợt hoặc là có FD thì cái thời gian mà chúng ta thường nhìn thấy cái cải thiện rõ rệt nó sẽ rơi vào tầm từ 4 đến 8 tuần. Và vì vậy cho nên là nếu như nói là thời gian tối đa thì nó cũng khó, bởi vì là sau khi mà bệnh nhân đã đạt được cái đáp ứng điều trị rồi thì chúng ta sẽ cố gắng giảm liều hoặc là chúng ta sẽ cố gắng hướng về cái đơn trị liệu. Thế còn nếu như mà về tác dụng phụ ấy, thì ở trong cái khuyến cáo mà của các tác giả ở bên Hàn Quốc nêu ra cũng như là trong thực hành thì chúng ta có thể thấy là gặp một số những cái tác dụng phụ thường gặp, ví dụ như là bệnh nhân mệt mỏi này, bệnh nhân có thể buồn ngủ nhiều này, hoặc là đôi khi có những bệnh nhân có thể xuất hiện các cái phản ứng dị ứng hoặc là tiêu chảy. Thì đấy là những cái phản ứng mà có thể gặp trong cái quá trình điều trị. Và thường với những cái bệnh nhân này thì vì là cái mục tiêu điều trị của mình thật ra không phải là để chống, gọi là thật sự là chống trầm cảm của bệnh nhân, mà mục tiêu điều trị của mình là để điều hòa lại, giảm các cái rối loạn lo âu cũng như là tác động vào cái tính nhận cảm của đường tiêu hóa đối với các cái kích thích. Cho nên là thường thì mình sẽ sử dụng với cái liều thấp, và với những cái liều thấp như vậy thì ít khi mà tác dụng phụ nó nhiều, giống như là khi mà các bác sĩ tâm thần tối ưu hóa cái liều điều trị ở bệnh nhân trầm cảm thật sự. Vâng, đúng là cảm ơn anh. Thật ra là cái TCA thì mình có nhiều bằng chứng hơn, phải không ạ? Và đúng là mình khuyến cáo em là nó bắt đầu bằng liều khoảng 12.5mg thôi, để chúng ta dùng amitriptyline theo dõi. Và quan trọng nhất sự giải thích cho bệnh nhân nhé, cố gắng tư vấn cho bệnh nhân cho kỹ, tại dụng phụ chắc chắn nó sẽ có. Một câu hỏi rất là hay bằng nhân thực tế là trong trường hợp mà điều trị cái hội chứng trùng lắp giữa GERD và FD khi chúng ta bắt đầu sử dụng bằng PPI, thì việc khi nào mà chúng ta định chúng ta sẽ bổ sung thêm một cái prokinetic hay là bổ sung thêm một cái thuốc kháng trầm cảm 3 vòng? Câu hỏi rất là hay, thực tế, hay không? Dạ vâng ạ. Khi mà điều trị chứng trùng lắp thì đầu tiên mình phải xem là cái FD đó nó là thuộc EPS hay là PDS. Nếu như mà có các cái triệu chứng mà đầy bụng, có các cái triệu chứng mà mau no sau ăn rất là rõ ràng, tức là thuộc cái nhóm PDS ấy, thì đấy sẽ là một trong những cái mà giúp cho mình quyết định bổ sung prokinetic. Ngoài ra thì đối với bệnh nhân gột cũng vậy, có rất nhiều bệnh nhân nếu như mà đến với chúng ta kèm thêm những cái triệu chứng như là ợ hoặc là kèm thêm các cái triệu chứng liên quan đến sau ăn, thì đấy cũng là một trong những cái yếu tố mà giúp cho chúng ta có thể lựa chọn prokinetic phối hợp. Thế còn đối với TCA thì nó lại thường liên quan đến câu chuyện là bệnh nhân có lo âu hay không. Thì thường những cái bệnh nhân mà có cái rối loạn trùng lắp này thì cũng cái tỷ lệ mà gặp rối loạn lo âu thì cũng khá là nhiều. Ban đầu thì mình có thể chưa có lựa chọn TCA ngay. Mình sẽ thường là phối hợp trên lâm sàng của mình là PPI và prokinetic trước. Nhưng mà nếu như mình thấy cái tình trạng không cải thiện và bệnh nhân lo lắng rất là nhiều thì lúc đó sẽ là cái lựa chọn mình sử dụng TCA. Vâng, còn một câu hỏi nữa, nhưng mà có lẽ cái này thì tiến sĩ Hằng sẽ trả lời trên cái box cho hội thảo viên nhé. Câu hỏi về chẩn đoán. Ban tổ chức xin phép được chuyển qua cái bài báo cáo cuối cùng. Xin kính mời tiến sĩ Lê Việt.